y luego la escucha y suena así como un romance un romance và ngay sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu, hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để đêm chung kết cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội 2019 chính thức được bắt đầu. Cho phép Onlyfy xin được gửi lời chào đến quý vị và thầy cô và các bạn sinh viên đã có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên bên nhạc xin gửi đến mọi người ca khúc mang tựa đề Một đêm say. Xin mọi người cùng nghe. Con doy tan
Vâng, vừa rồi thì Lê đã thay lời cho Lê-Phai chào tất cả quý vị ở đây. Và ra sân khấu thì chỉ có một điều là ngày hôm nay các thí sinh chúng ta đã chuẩn bị rất là tốt. Vậy thì xin chúc tất cả các thí sinh ngày hôm nay sẽ thi thật tốt và giành dẫn giải cao nhất. Và chào mừng thật lớn cho ban nhạc cũng như các thí sinh ngày hôm nay được không ạ? Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc Mời Anh và Tim Em, xin quý vị cùng lắng nghe. Thank you.